Chào cả nhà, hiện tại Mai đang ở siêu thị Giant là cô chú anh chị để dẫn hai đứa nhỏ này nó đi mua đồ nấu. Hôm nay nó học cái môn nấu ăn đó cô chú anh chị. Thì đó thì Mai sẽ dẫn hai đứa nó đi mua những cái nguyên liệu để nó về nó tập nấu ở nhà rồi ngày mai mang tới cho lớp của nó. Hôm nay là hai chị nhỏ này nè. Một bạn là ở Hồng Kông nha, bạn này là người Hồng Kông, gốc Hồng Kông. Nấu chung một món. Bởi vậy ở đây thì khổ cô chú chị ha, ba mẹ thì cũng phải ở nhà phục vụ cho nó gì vui đó. Acid. Trời lạnh muốn chết, con không lấy cái coat hả? Lạnh muốn chết mà bạn này bạn không có đội, không có mặc áo lạnh luôn nè. Để coi cái hai bạn mua cái gì. Mai hôm nay thì chỉ đi theo để làm vệ sĩ trả tiền thôi cô chú anh chị. Sẵn tiện thì Mai sẽ thấy cái hoa đây có đẹp không. Nếu mà đẹp thì Mai mua một bình hoa. Còn nếu không đẹp thì thôi vậy. 8 đồng một bịch, một cái bó tulip ha. Hoa hồng. Hoa hồng thì Mai cũng ít mua lắm. Nhiều khi mua không có được nở, nó không có đẹp ha. Rồi, hoa hôm nay cũng tươi đó cả nhà. Mình thấy hoa cũng khá là tươi ha. Có thể thì cũng mua một bó hoa không chừng. Hoa bên này có vẻ đắt hơn là hoa bên Orchmi ha. Mai nghĩ vậy. 11 đồng bó, 9 đồng 99 một bó. Để Mai đi tìm mua hoa trước xong rồi Mai đi theo tụi nó sau vậy. 5 đồng 99. Cái dễ thương thì Mai thích cái hoa này nè cô chú anh chị. Mà không biết là nó không có được lâu ha. Mai rất thích cái hoa này lắm nhưng mà không được bền thôi. Sao Mai không thích cái cách mà cái bên Acme này họ phối màu ha. Đây là hoa cẩm chướng nè. 5 đồng 99 một bó. Đây là mình lấy khoảng 4 bó ha. Mới thì khoảng 20 đồng là được một bình hoa rồi. Cái điều cái hoa này nó hôi lắm cả nha. Mai ghét cái hoa này hôi hôi khi mà mình chưng xong á. Cứ quắc à. Thôi kệ đi, lấy 4 hoa này. Được một bình hoa. Rồi bây giờ Mai đi tìm coi mấy cái bạn đó bạn mua cái gì. Có muối gì vậy? Ngon cái đó gì ạ? Oil? Vegetable? We have oil at home. You can buy it if you want. Yeah, buy it. À, cái là cái đá bắt bánh hả? Yeah. We also need chocolate. Chocolate. Mua sô cô la coi chứ anh chị. Nó đang giảm giá nha. 15 đồng 79 nó giảm còn 12 đồng 99. Phải không ta? À no. Cái này khác nha. Cái này là trên này là bột bịch này. Còn đây là 3 đồng 99. Hai cái, một cái drop, một cái milk. We have flour, right? Yeah, we have flour, on purpose flour. A lot? One bag, is it enough? How big is one bag? Something like this. This one, we have this one. Is it enough? I don't know. Ở nhà mình có cái bịch này rồi hay sao? Cái bịch bột, all purpose.
flower. Right? Dairy mm-hmm. section? Oh, we need heavy cream. Heavy cream. Giờ đi mua kem á, cô chú chị, heavy cream. Wow, cái quầy thịt này mới chưa bao giờ tới quầy thịt này. Ít khi nào đi chai ẩn nên thành ra là ít có thấy. Mai đa số đi ọc mi nhiều hơn. Mấy bạn này á, bây giờ là đang học nấu ăn. Mai mốt chắc mai cũng đi thử siêu thị Acme này coi sao. Milk. Yeah. Heavy whipping cream, okay. Ground cinnamon we have at home. Okay. Nó hỏi mẹ có cái bột quế không? Bột hồi, bột quế gì đó mà nó có nhà. Xong xin mua bánh snack nữa chứ. Nhìn thấy đồ ăn rồi đó. Ba cái 10 đồng có sao lấy ba cái hả? Phải không? Hay là gói một cái 3.29 tùy con. Ok. Đi. Then so go to check out. Xong rồi đó. Chỉ mua có vậy thôi đó hả? Vậy mà tưởng là mua cái gì nhiều lắm chứ. Đây cả nhà mình xong rồi đây. Ok, let's go. Hai bạn này cũng xem nhau nhưng mà Ngân nó lùn hơn hả? Ngân vẫn nhỏ con hơn bạn. Bây giờ hai đầu bếp này sẽ vào bếp để nấu cái món của Mexico. Cinnamon and sugar in a small shallow bowl. Let's see if we can find it first. We can estimate. It's just the coating, so it doesn't matter for the coating. At least. We can just use a regular spoon. Cause it's just a coating. We have like different sizes. We have to do equal amount of cinnamon. This is all I have. Wait, I have a cup of cinnamon. Is that our fourth cup? Thank you. One, four. You can keep track. Well, I have a cup upstairs, but it's for my cat because I have to feed her. Đó, cả nhà bây giờ là hai bạn chị để làm bánh churro. Đó là bột hồi bột quế đó. Đó. How long to take you cook that? Mày hỏi bao nhiêu lâu để mình nấu nó kêu nó không biết nữa. Not that long, okay. Like right. Bà có nguyên một thành phần rồi, bây giờ mấy bà tự nấu thôi. Okay.
I don't think it's enough for you to put in the small like that. Yeah. Wait, look at it. No, not enough. This? Hey, is this enough? No. Because the flour. No, right? not for the flour. This is for the sugar. And the cinnamon mix. This should be good enough for cinnamon and sugar. Really? You did to make a little bit, right? No, we're making for 30 people. 30 people, why is a lot? It's a little bit like that. For the whole class. This is, this is, we're mixing the sugar and the cinnamon together. Wow. This one not enough. 3 cup of water not enough here. I think we need a separate bowl. Yeah. Okay. Now you want a bigger bowl here. Nah, I don't think we need that much. It's only for like the dipping in the churros. This is for like dipping in the churros. Is chocolate? You can make the chocolate soft there. Yeah, Bobby, hi, Bobby. Like, put the sugar in here. I don't know. Xin ý, xin ý. Yeah, put the sugar in here. Can you make this last Con đóng year? Cái tủ đó lại đi. Don't remember. I don't know what recipe I use either. Oh my god. Not that much. Bây giờ Mai sẽ đi cắm bông của Mai đi con. Tụi nó muốn làm gì kệ tụi nó. Đây nó muốn ra ngoài kìa Ngân. Một gói bông gì mà có mấy trái gì trời. Cái này kỳ quá ha. Cái này mày nghĩ là mày phải cần phải cắt nó ngắn lại. Nó hơi dài quá rồi. Cũng hơi bị giống như là nó lưa thưa quá đúng không cả nhà.
Xong. Bốn bình bông, bốn cái bịch bông rồi mà sao mà nó còn có, thấy nó còn lưa thưa dữ vậy cô chú anh chị ha. Thôi kệ đi, chắc ngày mai có thể mua thêm một cái, mua thêm bông gì đó vô, hoặc là để vậy đi, để vậy nhìn nó kỳ quá ha. It's okay. Hai mươi mấy đồng rồi đó. Đây, hai bạn này đang làm gì đây? Bỏ sữa vô hả? Whipping cream. Mai sẽ không can thiệp gì hết. Để cho tụi nó tự. Đừng có cầm qua cầm lại, một hơi nó chảy nhiều lắm. What? You have to pour the heavy cream. Can I try the heavy cream? Is it warm enough? Yeah, it's warm. That's a lot for a chocolate sauce. It's it? That's it? What's that? Chocolate sauce. Salt? Hmm? Salt? Chocolate sauce. Ah. Sô cô la với lại heavy whipping cream. Nhìn cũng hấp dẫn cả nha ha. Biết tụi nó làm cái khỉ gì đây nữa. Boil water. How many cups Three. Thôi mai để cho tụi nó làm đi, mai không có xen vô cho tụi nó tự làm ha. Wow, bạn này chuyên nghiệp quá ta. It's all purpose flour. Đó là bột mà all purpose flour. Đây là sô cô la. Sô cô la lỏng ha. Bạn này giỏi hơn Ngân nha, Ngân không biết làm gì hết trơn Ngân. Ok, good. Chị học tôi không? I don't what next? Transfer the dough to fall pastry bag for fish. Yeah. Oh, I don't know what mom is calling. Oh, here, here. This is where we put it in the bag. Is it too hot? What if it melts? It won't melt. It's a freaking dough. Okay. Hi. Here. Nó cái bạn lấy cái đó ra để để bắt cái đó. Ồ, cái đó sao mà bỏ vô trong đó rồi nặng ra rồi thả vô đây hả? No. We cook this in the in another pan in oil to fry it. Okay. Hold it. Wow. That should be good. If it goes down, push it down. Bop nó xuống. Thì ra là mấy bả đưa vô cái bịch đó, xong rồi chiên, xong rồi mới chiên xong rồi mới thả vô đây. Xong rồi sao nữa, thả vô đây rồi sao? Not yet.
Đó mày làm nước nó gian vô đã. Inside the closet, you just hang it. Đó phải cho anh chị xong rồi đó. Turn the heat down a little bit. Trời ơi, phải dạy mấy bà này nữa. Mấy bà này cũng còn lộng cộng lắm cô chú anh chị. Nhưng mà Mai đã cho nó tự làm, chứ Mai không có làm cho tụi nó. Tại vì I put it away, ok. Bắt cái con bánh giống như con sâu vậy đó cả nhà. Well, that's me. I'm not Mexican. You're the eater. Hey. Oh, Anna, plate. Okay. Yeah. Can I try one? Okay, wait, we have to dip these. Keep working. What? This is so fun. Hmm. Would you like to be our first taste tester? Coi đã. Cả nhà thấy không? Cái này là mình sẽ lăn vô đây. Nè, ăn đi. Lăn vô cái cinnamon là cái bột hồi này nè, với cái đường của chúng chị tụi nó trộn chung với đường. Ui, đen thui lui. Turn it down. I told you turn the heat down. I did. Turn more. Really? Trời ơi, bật lửa phần hỏi làm sao mà nó không có cháy được. It's still kind of doughy inside. Yeah. That one was a bit undone. Yeah. It's good though. I think it's doughy. Look at his full of coffee. Nè, cái này cháy chết rồi không? It's not. You tried the other one? Yeah, this is good. Perfect. Have to wait. Đây nữa, trời ơi. Well, it just started. Started late. Hold on, get another plate. And then you can start like dipping them in the cinnamon. Done this one, please. Bây giờ tự nhiên thành nhân vật chính phải làm cho tụi nó luôn rồi. Done. No. It's still cooking a bit. Thôi vậy. Hey. Freak. It won't pick up. It won't pick up. It say you're done. I did not stop that. I'd rather be doing that. It's hot.
Caitlin can do it. Yeah. Mệt rồi đó. I'm so tired. Bớt một hơi đi, cái tay mới mỏi nhừ luôn cơ chứ chị. Giờ phải đổi tài bóp thôi. Yeah. Please. My God. Not my homework, okay? It's ours. Yeah, okay. That's good enough. Good job, Kaylin. Good job. Thật sự là quá mệt cô chứ anh chị. Bóp cái này nó mệt lắm, nó mỏi tay lắm nha cả nhà, chứ không phải là không đâu nha. Tội nghiệp con bé không, nó bóp hơi. Mà sẽ roll cái gì cho nó. Do you wanna do the chopsticks duty? No. Trộn cái đường cho nó. This is so much work. I was sweating. Stop complaining. That's true. I chose this. Nó cũng mỏi tay vậy đó, thấy không? Mai còn mỏi tay hơn nó nữa. Khổ sở. Cái môn gì mà forget Spanish. Your parents still have relatives there? Yeah, just my mom's side. Hi. These are so addictive. They're so good. À đi con khỉ khô, tao mệt muốn chết luôn rồi đi. Tao bóp thì tao bóp thì thôi là tay tao không làm được gì luôn. Those are really bad pairs of chopsticks. Because they're like, okay, they all close. That's because they're from different ends, and this one, and like one of them is wrong. Why don't you ask people to the Chinese food or Vietnamese food easier? Because we're in Spanish class. Spanish. Mày hỏi sao không kêu người ta làm tiếng đồ ăn Hoa hay là cũng Việt đi ha. Ngân nói cái này là trong lớp Spanish của nó. Oh yeah, I'm really good. Okay. Mỗi đứa chỉ được ăn một cục thôi. Tao nói tao bóp mệt lắm thôi. Ba đứa, 30 đứa đúng không? Yeah. 30 cục, ok. Thôi đã, thôi đi. I'm not gonna count that. It should be about like 7-20. Who knows? We have to use all the dough though. Yeah. Yeah. If you back to you. Mỏi tay quá cả nhà. Mỏi tay muốn xỉu luôn. God, Gabby just come yesterday. Mấy đứa thiệt á. Mày nói vậy, ai mà lớp có 30 đứa thì mỗi đứa chỉ được một cục thôi. Chứ bây giờ mỏi tay quá rồi bóp. Han, come here to eat. Okay. Chứ ngồi đi học về. Yeah.
Be nice to her. I love you and your friends. Bye. I like you. Ngân nó kêu xíu muội nha, à, nhẹ nhàng với bạn của chị nha. Xíu muội nói chứ mình thích ăn cắp bạn của chị hai lắm. Ui, ta đánh má hồng quá trời nhiều luôn, đánh giống như là bị mà ai tát vô mặt vậy. Ta đây coi coi. Ui, who slapped your face? Make it red like that. It's not that red. Oh, it's really bad. Trust me. No, I have to do some chopstick duty and it took a bit of my time. See, these aren't even like. Yeah, should you cut them up? They're yellow. It's good. It's good enough. I used to cook a bit, but I feel like they're done. I guess it is. Not. I want chocolate. Of course you do. I'll try our chocolate sauce. Wash your hands first, though. How's our chocolate sauce? Alright, how about from the bowl? It's really good, I trust you. It's better than hot chocolate. So hold it tight and carefully. Trời ơi. Bóp hết cái đống này là cơ chuột, cơ hình. Nổi lên thôi. Take a break. You don't have to keep adding it constantly. I just want to finish it. I don't want to do it. We can do it together. Uh-huh. You don't have to worry, Mama. Do it. So there's two. No, that was so long. That was so long. That's way too long. Hey, this is what she heard. Okay, that was good. We should get a spoon. Scoop all of them out. No metal. Just use the cake. I'll just get another chopstick to help you out. Hứa con mèo nó cũng chui lên kìa. I got this. My God, not easy. It's so hard. Wait, can I try? We all took turns, Tom. Can I try? She muội nó không muốn. Bớt lắm. Ok, quay. Rồi ta để cái này vô đã rồi cho thử. Muốn thử thì cho thử. Sure you want to try it? When you give, I give it to you and never take it back, okay? That's a dangerous hon. Don't do it. That's not a good deal. Okay. Xạo hả? Thử đi. Okay. Thấy chưa? Dễ hết. Okay, thank you. Oh, xíu muội làm được nha. It's hot. See? Why'd you make it so hot? No, I don't take it back. It's your now. I'm gonna get first to be. Mày nói là bây giờ đã giữ lấy rồi, mai không có giữ lấy, không lấy lại đâu. Trời ơi là trời, nguyên một cái nhà bây giờ đi làm cái một món bánh này mà nguyên cả gia đình phải làm. See? I just burned myself. No, you didn't. I'm not. My skin is fair too, Mom. Okay. Shut up. Yay! We're doing good. Alright, let's get on cook, Ray. Isn't that Tupperware bowl to put all of those in? Where's your Tupperware? What's Tupperware? It's okay. No, I know the trick. Where's the bowls? There we go. I can still feel the heat. Man, we need to put it in like a cup. Mai mà không có phụ thì nó là hôm nay thì nó làm tới tối chưa xong cái món này chứ. I like it.
Giờ Mai đã biết cách để làm cho nó lẹ hơn rồi đó, là không có mệt nữa. Là Mai dặn cái phần dưới này. Cực ghê sợ chưa? Chắc xong rồi, cố lên Mai ơi. Cố lên mẹ ơi, gì tao muốn. Mai tao cho mày nghỉ học luôn, khỏi cần học hành gì hết, học gì mà cực quá. I know it's a very hard job. Kỹ không? Oh, that one's really long. Oh my god. Today, where? Mine. Yes. And sodium chloride. Hello, Andrea. Hey, big boy. Welcome. Are those the finished churros? Yeah, one. Maybe. Of course you do. Where's the chocolate sauce? Give me one. Up there. Did you get them in? Yeah. Hi, honey. I moved your car. What? Did I pick one? You're not allowed to eat churros with chopsticks. Have you ever seen any Puerto Rican people or Mexican people using chopsticks? No. Okay, then. Why, Dad? Pick one. They look really good. Ooh. Yeah, we need more. Squeeze really hard. No, 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 no. Ooh, they're really heavy. No, they're not. Like you. There's some more over here. Mmm. It's hot. You think? Boiling oil is very hot. You think? You want to take over? No. Mm. Well, how do we make more sugar? My God. Cả nhà về ngồi đây chầu chực để ăn cái bánh này của chú anh chị. You eat them all? Come to class tomorrow, they'll be back. I barely eat them all. You can make more all purpose. How do you make more sugar? No, we can't make more. You tired? Yes. Mình nói mình có thể làm thêm cái bột này nữa, nhưng Ngân có nói thôi. Mình không có làm nữa đâu, mệt rồi. Cooking is hard work. You're standing here with the hot oil, you're standing up on your legs the whole time. Yeah. What do your mom goes through every day when she makes you food? Does it make you appreciate it? Well, I'm grateful for food. They'll eat them all for free. For free? Yeah. Well, we shouldn't only eat these because there won't be left for your schoolmates. I know. What do you think? Schoolmates? That sounds so weird. See, I take the dirty chop here. Yeah. Well, you pooping out the churros? Hey, don't do that. You might get mm. You might get a mix with the chocolate. Mm. It's not easy to squeeze it. It's really hard. Trời ơi, ăn mừng của chú anh chị ơi, còn có chút xíu thôi. Mừng quá. Túi mừng còn hơn là cái gì nữa đó. Mừng quá. I'm happy. The last one. The last one. Couldn't take it anymore. Cuối cùng rồi, cả nhà ơi, xong rồi. Mừng quá. Trời ơi, thiệt tình. This one looks lighter than the others. Yes. Okay, finally. Okay. Yeah. Mai không có trong lớp Spanish của tụi nó mà mày làm như khỉ vậy đó. Okay, tell your teacher give good score for me, okay? Mai nói là nói với lại cô giáo của tụi con là phải cho mẹ điểm giỏi nha. I think it's enough. Wow. You need a box for that churro, huh? Yeah, I'm gonna taste faster. Mình phải cần cái hộp cho cái churro này.
Bây giờ Mai đã lấy cái hộp này ra để cho tụi nó để mấy cái cây này vô. Cái muỗi thì cũng giúp lăn qua cái bột với cái đường. Let's stop. I like the straight because they're easier to put sugar on. Put it here because the sugar cannot go to the carpet, okay? Yeah, well, it's easier. Oh. Yeah, and now you put the like. Mhm. Yeah. Put it on the top. Yeah. Yeah, like that. That's what I was thinking. Hmm. Put these here because putting them in is complicated. Một cái sự mệt mỏi không hề nhẹ. I didn't want work then. It's a very hard. Next time, tell your teacher cook themselves. It's gonna help a grade at least. Okay, yeah. Now. A lot. The top, none. The cap, underneath. It better give you an A plus. The cap, underneath. If it's not an A plus, I'm walking out of Spanish. Đây. Một hộp này. Đúng rồi đó. Đậy lại. Rồi. Thấy chưa? I have photographs nowhere. Who bit into it? Wait. Oh. Me. Some of these are soggy though. Some of these have a lot of soggy. It's fine. That's probably from the oil. Okay. It's okay. Không chưa? No. Almost. Hai hộp thôi, còn bao nhiêu đó ở nhà tự ăn đi. Okay, yeah. I think two of them is gonna have the whole class, right? And then the rest we can have to ourselves. Why does your class need so much food? Because we have 27. Grab cái này này. Trời ơi, ây da, nó bày bừa mà bây giờ Mai phải dọn lên. Mai nghĩ là Mai cũng đủ mệt đó, có chính gì thấy không? Wow, đại chiến trường. Nó có chính gì bây giờ là cho tụi nó ăn, nó hai cái hộp này là đầy rồi, là tụi nó còn lại là tụi nó ăn. Ok, nó cứ nói Mai mẹ thử đi, đây là mẹ làm rất là nhiều, cực khổ lắm. Mày nói chứ, hôm nay giờ chán cái nỗi mà không muốn nhìn thấy nó luôn chứ, ở đó mà thử. Ngọt quá. Rồi, bây giờ là xong rồi đó cô chú anh chị. Hai cái hũ này với lại một cái hũ nước sốt. Đó, thấy không? Có ghi rõ tên nha, lớp nha. Ok. Còn bây giờ là phần dọn dẹp. Oh, don't put it here. The chocolate sauce. Yes, sir. Đó, bây giờ là dọn dẹp sẽ là trách nhiệm của Mai cô chú anh chị. Trời ơi, Gabi mới tới dọn dẹp xong, bây giờ tụi nó bày một đống nữa rồi. Ông xã Mai thì sẽ chở bạn của Ngân đi về nhà. Oh my god. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã cùng với mấy mẹ con Mai nấu cái bánh churro của người Spanish, là người Tây Ban Nha, phải không cả nhà? Đó. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều và xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Hy vọng là mọi người đã biết thêm một món bánh mới của người Tây Ban Nha. Những cô chú anh chị ở Việt Nam thôi ha, còn ai mà ở bên này thì mọi người biết lâu rồi. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà, tạm biệt.